Này lúa gì cô? Giống lúa gì cô? 5451 hả? Cô bán được nhiêu? Tôi chưa có bán nữa, lúa giống là lúa giống có cân mấy hai cày của bà hai. Dạ. Yeah. Tôi lên bỏ xuống cân hả? Dạ. Yeah. Làm lúa giống. Làm nông sinh. Dạ. Yeah. Hai mấy lẻ năm rồi nha các bạn, mà hư con mấy rồi, hư con mấy
sợ luôn. Quá ghê, rất sợ. Các bạn xem nha.